Giờ mình về buôn nhà chạy nha ơi. Tại vì lúc này lục bình nhiều quá đó, đóng cống rồi không có chỗ chạy, nó cứng như không hết rồi. Cá nó chung lẫn hết rồi cả. Về nhà sao dễ ăn quá ta. Đến vậy. Cái con vô do mương anh nó đẻ. Ra cái chi này sao không? Chè này có con vũ, mấy con cá chè đẻ rồi. Cái chè mình đẻ cái này. Đẻ rồi, cái chè con này. Giờ mình ăn hoài đâu sợ hết cá đâu. Trời bữa hổm. Câu ơi, dính cá gậy không? Cá bự dính cá gậy không nhóc luôn. Bữa câu với anh này. Quá chín khô mà đủ thứ con luôn. Này là nó bằng mấy cái gì, nó cả mà mấy ký luôn á, mấy ký luôn á. Cái thằng này thằng cháu tưởng là cá gì nè. Cái này là cá xuất khẩu người ta chim cương á, thịt nó rất là ngọt luôn. Còn con này nó còn rất là nhỏ, mình thả lại. Cái bằng chân, con này cái nửa ký luôn. Cá nó ốm. Con dò em coi nè. Con đó mới ủi á, con đó là nửa ký á. Bạn dò em luôn rồi. Còn con bự chứ. Con bự. Con nhỏ nhỏ nó thảm gì đó.
sáng tới chiều. Bây giờ để mà cá em với thằng cá em đi hái lục bình với hái đàm. Mến chào cô chú chị và các bạn nha. Cả nhà. Chú chị và bạn ơi, bây giờ đó thì Thánh với chị có đi chạy được mớ cá mà mớ cá trong ao ở ngoài chạm dính nào chứ. Đó thì Thánh mới đi hái được mớ rau cái này là bông lục bình và rau tai tượng. Còn đây là cái này là bông súng. Đây là cà tím. Này là rau cần. Thì hôm nay là sẽ làm một cái món ăn đó là cá kho mắm. À, thì rau này là chấm với loại cá kho mắm, cá kho mắm là tới luôn á. Bây giờ Khánh rửa rau và anh Kiều thì vẫn đang cắt xả. Còn ghê luôn. Năng đi. Hôm nay là vợ có mua thêm một miếng ba gọi, thêm một con cá cha. Tại vì vợ biết Khánh rất thích ăn cá cha, bởi vì mua con cá cha. Ngon á, bữa nay là hết được con luôn. Hả? Chứ đâu biết anh em mình chạm có nó mùi lẫn. Chắc vậy á. Bữa làm khói con gà bữa nay quá vậy khói luôn. Thì bữa nay hết mắm cá linh với cá sặc có thể mình có mình cho thêm chút xíu nữa thơm lắm anh chị. Cá là nó biết mình chạm có rồi, thấy thẳng thì cá bữa sau chạm lâu chín, tại thịt nó hay lâu chín á, mình bỏ trước.
Chắc nó bị quá nằm lú lên trên rồi. Rồi giờ mình đi cho nó mình lắp túi ăn con này. Chị và các bạn ơi, món con mắm đã hoàn thành. Mời cô chú chị và bạn dùng cơm với lại anh em nha. Thôi, thử nhà ăn mắm thôi à. Chịu hết nổi anh kìa. Nhưng mà lâu lắm ở nhà, anh em mới ngồi lại ăn bữa cơm gia đình nha. Quá trời, cũng ngon mắm này nữa nè. Cơm tốt. Hôm nay vợ ra, anh trai cũng có ăn. Cơm cùng mình với Khánh nha. Không biết bao lâu mới ăn lại không mình nó có mùa, mùa này nó mới ra. Chung nó ăn nó lấy cái này ngon. Cái này mặn quá mà kho mắm thì còn mặn. Này đưa tại cái ông mày sáng tác cái bản nhạc qua tiếng bằng lăng á, tại vì ông không xuống tới đồng á, em xuống tới đồng ông đâu có sáng tác qua tiếng bằng lăng đâu, tiếng lục bình qua tiếng lục bình này, này mới đúng là qua tiếng này mới qua tiếng bảo bằng lăng nó cũng tiếng vậy mà điều cái tiếng đó bằng lăng này giờ đâu có đẹp, mình đây mình nếu nó chỗ gỗ cái giờ thấy như đồng tháp 10 con sang chỗ vậy đó, mênh mông đại hải vậy đó, nó đẹp. Mắm kho này mà cái mắm một hốc mà được nghe nha. Nói chung là khác mắm kia nó cũng vẫn ngon mà điều nó không bằng mắm một hốc. Mắm một hốc thì nó rất là ngon. Tại vì mắm một hốc này thì nó xuất xứ là từ Trà Vinh thôi. Chứ còn mấy chỗ khác thì cũng mắm vậy chứ mà điều nó không phải là bù hốc. Anh chị em cô bác nào có khi nào xuống Trà Vinh á thì mình sẽ đãi cái món mắm bù hốc về cho các anh chị em thưởng thức nha. Đi quê ông mặt trời ăn cái nhớ đại luôn rồi anh Việt. Ừ. Cái nhớ đại cái gì như cái cắn ăn mình á, phở hủ tiếu thì này nọ nữ là chỗ nào cũng quán hết. Có cái mắm là không cái mắm bò hóc này nó đặc biệt nè, chỉ có miền Tây mình đây thôi mà Trà Vinh là nó mới có mắm bò hóc. Mắm bò hóc kho là một cả 500 mét cả nhà, nếu mà trên gió gió là 500 mét vẫn còn thơm.
anh trẻ hả? Được rồi không? Mình đang dậy sao lối xóm thì chịu nổi anh chị? Nó bay mùi cái này nó nồi luôn á. Cũng như mình làm nhậu ghe cũng không, xuống ra cũng không được chứ. Trời. Bây giờ anh với em mới chọn ngay chỗ này ở là có nghĩa là không có gần nhà á. Ở gần nhà người ta là chịu không nổi. Thế nào anh em cũng bị gầy à. Có ngày mình ăn mắm mình bao hoài cái bay mùi chịu không nổi. Cá phi cá đậu mình ăn cá phi con cá sạch á là có mắm ngon nhất. Cái vậy riêng cá lóc đồ này nó ăn không ngon đâu, chỉ cá phi nó sạch không ngon rồi. Béo rồi. Ừ, nó làm như vô mắm nó ngọt, riêng cá bóng dừa nó ngon. Bóng dừa. Ăn cái bụng cá này tới rồi. Kinh khủng luôn. Nó bữa nay thế nào cũng phải ăn miếng mắm này thì có hàng mà phải đi hái một lục bình tính nữa. Bữa chạy lên trên đồng em thấy chỗ đó nó có mấy bữa nay mới để ý tới rồi. Nó lúc này nó cũng ra mình chưa gọi không không? Chưa, còn lớn không? Ở ngoài kinh lớn chưa có nha, chỉ có kinh sườn ở trong ruộng mới có thôi. Kinh lớn mà nè, đi coi nguyên đường kinh không có cái bông nào chứ. Cưng biết cưng thích ăn cá trà nó mua được ăn cá giá này ngon. Hấp dẫn thật bữa nay ăn cá rồi này. Bởi vì nó bữa nay ăn mắm dầu được mà. Quá gì rồi giòn á, chính quá mình ăn gạo đậu luôn. Mm-hmm.
rất là ngon cả nhà. Giống như là đầu mùa anh kìa. Những này là ngon rồi. Phải chấm đồ gì ăn liền nó ngon. Giòn lắm. Gió quá thì nữa. Nhớ là tết gió dữ rồi, cái này nhá. Gió chịu tóc cái quá trời. Cô chú anh chị và bạn ơi, bữa nay là một bữa cơm gan dạ. Mà thật sự là cái dĩa là nó có cực thiệt, nhưng mà ăn một cái món ăn kho mắm thì thật ra ai cũng muốn ăn hết, rất là thơm, rất là ngon luôn, mà anh Kiệt nấu nữa chứ. Thì Khánh rất mong cô chú chị và bạn xem video, chia sẻ để giúp kênh một ngày phát triển hơn. Thì Khánh với anh chị sẽ sau này sẽ làm cái nhiều cái món ăn ngon hơn nữa, làm nhiều cái video hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa, săn bắt nhiều cái săn bắt giăng lưới câu cá cho cả nhà xem. Thì ví dụ như hai anh em có làm gì mà không đúng hay sai sót thì cảm ơn cô chú chị và bạn bình luận chia sẻ đi góp ý để hai anh em một ngày hoàn thiện hơn nữa. Thì Khánh cảm ơn cả nhà xem và chia sẻ cũng như là góp ý nha. Một lần nữa Khánh chân thành cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu ra xem video. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye.